Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mac Channel. Có thể nói, với số tiền khoảng 3 triệu đồng thì khó có một sự lựa chọn nào cho chiếc smartphone đạt đủ các tiêu chí rẻ này, đẹp này mà cấu hình lại tốt. Mình cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của anh em nên chọn mua máy nào ngon nhất phân khúc 3 triệu đồng. Vậy nên, trong video ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc smartphone mà theo mình là hội tụ đủ cả 3 yếu tố trên. Xiaomi Redmi Note 3 Pro là câu trả lời cho các bạn. Các sản phẩm của Xiaomi đang được bán tại Mac Mobile với giá rất là hữu nghị. Anh em có thể truy cập vào website để biết thêm chi tiết. Lý do đầu tiên để mua Redmi Note 3 Pro đó chính là mức giá quá hời cho một smartphone tầm 3 triệu đồng. Chưa kể, đây còn là những chiếc Xiaomi Note 3 Pro do FPT Trading phân phối chính thức ở Việt Nam. Bạn sẽ có một chiếc máy với giá rẻ bất ngờ, nguồn hàng đảm bảo đến từ một thương hiệu lớn. Với mức giá rẻ khó tin thì luôn đem lại một sự hoài nghi đối với người mua khi mà trong đầu người Việt luôn tâm niệm rằng của rẻ là của ôi. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Nếu ai đã quen với chính sách bán hàng của Xiaomi thì sẽ không còn xa lạ với những chiếc máy giá rẻ mà cấu hình lại ngang cơ các siêu phẩm. Lý do tiếp theo để chọn Redmi Note 3 Pro chính là có thiết kế rất là đẹp. Xét về tổng thể thì Redmi Note 3 Pro có một thiết kế đẹp mắt, các cạnh được bo cong một cách hợp lý, tạo cảm giác cầm nắm là vô cùng tốt. Điểm nhấn trong thiết kế của Redmi Note 3 Pro chính là cụm camera, đèn flash và cảm biến vân tay ở mặt sau. Chúng được đặt thẳng hàng tạo cảm giác nhìn rất là cân đối. Chưa hết, xung quanh phần camera cũng như cảm biến vân tay đều có một đường diamond cut trông rất là gọn gàng và thích mắt. Trong tầm giá 3 triệu đồng thì hiếm có một sản phẩm nào đọ được với em này về khoản thiết kế. Vì đa phần khúc này các nhà sản xuất đều ưu tiên thiết kế từ nhựa để giảm giá thành sản xuất. Vậy nên, thiết kế kim loại chính là một điểm cộng cho sản phẩm này so với các smartphone khác. Lý do thứ ba để chọn em nó là cấu hình quá khủng. Được Xiaomi trang bị con chip Snapdragon 650 với hiệu năng cực khủng, điểm AnTuTu trung bình khoảng 74.000 điểm, điểm 3D đạt khoảng 18.000 điểm, thì rõ ràng đủ để bạn phang tất cả các tựa game nặng hiện nay như Asphalt 8, Modern Combat 5, Vainglory mà không lo lag giật. Đây cũng là một chiếc máy phù hợp cho các bạn có sở thích cày game trên smartphone hay là đang tìm kiếm một sản phẩm mới để thay thế cho em dế già cỗi không đủ sức chiến game 3D ở nhà. Như mình cảm nhận thì đây thực sự là một động thái muốn độc chiếm phân khúc giá rẻ của Xiaomi khi đã đưa con chip Snapdragon 650 vào Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Lý do thứ tư cũng là lý do cuối cùng để chọn Redmi Note 3 Pro chính là nó có cục pin dung lượng cực kỳ lớn, lên tới 4.000 mAh. Chưa kể, còn tích hợp thêm cả công nghệ sạc nhanh, máy có thể sạc 50% trong vòng 1 giờ, thời gian sạc từ lúc cạn pin cho đến lúc đầy chỉ khoảng 2 giờ 30 phút. Và thời gian sử dụng hỗn hợp các tác vụ như là xem phim, nghe nhạc, lướt Facebook, bla bla cũng ngon nghét 6 giờ. Một thời lượng pin quá tốt cho một smartphone có màn hình lên tới 5,5 inch. Mà đấy mới chỉ là 4 lý do theo mình là nổi bật nhất trên Redmi Note 3 Pro mà thôi. Ngoài ra, còn các lý do khác phải kể đến như màn hình lớn 5,5 inch Full HD cho trải nghiệm xem phim, chơi game là tuyệt vời. Camera có độ phân giải là 16 megapixel, ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng là khá tốt. Cảm biến vân tay một chạm cực kỳ nhạy và còn N lý do khác nữa. Nếu bạn hỏi mình chiếc máy này có điểm trừ nào thì điều mình không thích nhất chính là phiên bản 2GB của em nó. Với 2GB thì việc đa nhiệm nhiều ứng dụng một lúc sẽ trở nên khó khăn đôi chút. Tuy nhiên, các bạn nhích lên 3GB thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thứ hai, đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Trung Quốc. Rõ ràng, điều này đã khiến không ít người lo ngại và kỳ thị. Vậy thôi, sẽ chẳng còn lý do nào khiến phải che em nó nữa. Nếu là bạn, bạn có chọn sản phẩm này không? Anh em thấy hay, nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Mac Channel để đón xem những video hữu ích. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.